Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục hộp thư truyền hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, chuyên mục do phòng biên tập thông tin điện tử thực hiện và được phát sóng thường kỳ vào tối chủ nhật hàng tuần. Trong chương trình hôm nay, chúng tôi có phóng sự điều tra vì sao 24 hộ dân ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động trúng thầu đất giãn dân gần 20 năm chưa được cấp sổ đỏ. Bây giờ là nội dung chi tiết, mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi. Thưa quý vị và các bạn, gửi đơn kiến nghị đến ban biên tập hộp thư truyền hình, Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên, 24 hộ dân ở thôn Mát, xã Nhân La, huyện Kim Động kiến nghị gần 20 năm nay các hộ dân sau khi trúng thầu đấu giá đất giãn dân vào năm 2005 tại xã Nhân La đến nay vẫn chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Mặc dù đã nhiều năm ròng rã gửi đơn đến các cơ quan chức năng nhưng các hộ dân vẫn chưa nhận được câu trả lời thỏa đáng cũng như hướng giải quyết khắc phục hậu quả. Trước vấn đề này, nhóm phóng viên hộp thư truyền hình đã về địa phương để tìm hiểu và xác minh theo đơn kiến nghị. Bà Nguyễn Thị Cẩm, sinh năm 1951, là giáo viên đã về nghỉ chế độ nhiều năm nay. Cả cuộc đời vất vả lam lũ, không chồng cũng chẳng có con. Bà dành dụm được ít tiền lương để mua cho bản thân một mảnh đất để có chỗ nương thân khi tuổi già. Năm 2005, biết Ủy ban Nhân dân xã Nhân La có chủ trương đấu giá đất giãn dân, bà Cẩm làm hồ sơ và đã trúng thầu một suất đất có diện tích 150m². Dù đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính, nhưng đến nay gần 20 năm bà vẫn mỏi mòn, ngóng chờ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trong vô vọng. Mà khi nộp tiền rồi thì phát cho tôi hai cái phiếu thu. Nói thật là tôi không dám mang phiếu thu đi, bởi vì cái não của tôi nó không bình thường. Tôi để ở nhà dấu đỏ, tôi vẫn gói gọn vào. Thế nhưng mà xã không phát cho chúng tôi một cái quyết định nào cả ngoài vẹn vẹn hai cái phiếu thu. Nên 2019 tôi có làm đơn cho xã. Thế và xã thông báo lại cho tôi như thế, tôi chờ mãi không thấy. Cùng chung hoàn cảnh với bà Cẩm, 23 hộ dân khác ở thôn Mát cũng ngày đêm trông ngóng, mong sao các cơ quan chức năng giải quyết để các hộ có được sổ đỏ chính chủ mang tên mình trên mảnh đất đã trúng thầu. Loa truyền thanh của xã thông báo mấy ngày, chứ không phải là một ngày mà chúng tôi ra bỏ thầu ngay nhé. Tại sao từ 2005 giờ tôi ra tôi bỏ phiếu trúng thầu mà tôi có mua hồ sơ, tôi có cả tiền đặt cọc, tôi có cả đây cái giấy phiếu thu đây mà. Đến giờ phút này là con nhà tôi ở bao nhiêu năm nay rồi thì tôi ra tôi gặp ông Nguyễn Văn Thảo thì ông Nguyễn Văn Thảo bảo rằng là đất của các bà ở thì các bà cứ xây, không ai người ta nói gì. Thế nhưng mà các bà cũng phải đòi hỏi về cái chế độ của mình ngày sau trước khi khuất đi là nó đầy đủ giấy tờ sổ đỏ cho các con, trao cho các con. Tôi thì đây là chủ yếu là tôi mua để cho con tôi nở chứ không phải là buôn bán, không phải là, mà tôi không phải là cái người nhiều tiền. Tôi chất chiêu từng xu từng hào đi trải như chung quanh đây ai người ta biết tôi rất khổ. Đến khi tôi ra tôi cũng hỏi ông địa chính cái ngày đấy thì ông bảo là bây giờ chưa có, đến khi nào mà huyện làm sổ đỏ xong rồi về xã thì sẽ báo các bà đến đấy. Thì chúng tôi cũng có tin tưởng là chỉ có giấy trao tiền xong thì là xã phải có trách nhiệm làm sổ đỏ cho chúng tôi, chứ không chúng tôi không biết đâu là phải cái thế lọ cái thế kia mà mang tiếng các ông ấy là có ăn có học, các ông làm chính quyền địa phương xã mà các ông cũng chả giải quyết cho chúng tôi cái vấn đề như thế này mà để gần 20 năm nay rồi mà bây giờ đến chúng tôi phải đến giấy tờ, các ông bảo là bây giờ không có quyết định thì không làm được. Theo tìm hiểu được biết, căn cứ theo tờ trình số 168 ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xin chuyển quyền và mục đích cho nhân dân làm nhà ở của Ủy ban Nhân dân xã Nhân La và quyết định số 3340 ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất tại xã Nhân La để giao cho nhân dân làm nhà ở. Theo đó, sẽ thu hồi 3.826m² đất, 2 vụ lúa tại vị trí thửa đất số 175, tờ bản đồ địa chính số 09. Trong đó, giao 3.366m² cho Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động tổ chức đấu giá cho 24 hộ dân làm nhà ở. Diện tích còn lại sẽ làm hành lang bảo vệ đường giao thông và mương thoát nước. Ngày 12 tháng 4 năm 2005, Ủy ban Nhân dân xã Nhân La đã ban hành quy chế đấu giá mặt bằng xây dựng, đồng thời xây dựng phương án giá quy định trên cơ sở thị trường tại thời điểm đấu giá cho từng vị trí. Đối tượng tham gia đấu giá là những công dân có hộ khẩu thường trú tại xã Nhân La. Ngày 27 tháng 5 năm 2005, Ủy ban Nhân dân xã Nhân La có biên bản mở thầu đối với khu đất giãn dân. Theo đó, có 24 hộ dân đã trúng thầu. Về mức trúng thầu, các suất đất dao động từ 25 đến hơn 40 triệu đồng một suất, tùy từng vị trí. Ủy ban Nhân dân xã Nhân La thời điểm đó đã thu tổng số tiền là 807.958.000 đồng. Ngay sau khi trúng thầu, Ủy ban Nhân dân xã Nhân La cũng đã công khai danh sách các hộ trúng thầu và các hộ đều đã thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính.
Sau đó, Ủy ban Nhân dân xã tổ chức cắm mốc bàn giao đất tại thực địa. Tuy nhiên, sau khi nhận đất, các hộ dân chỉ nhận lại phiếu thu của Ủy ban Nhân dân xã. Ngoài ra, không có bất cứ giấy tờ nào khác. Thì là lúc giờ là nhà thứ nhà nào bỏ thầu thì trúng thầu. Suốt từ năm bây giờ là chẳng có một cái giấy tờ gì, chỉ đưa cho mỗi một cái phiếu thu thôi. Mà bao nhiêu lần làm đơn ra xã này cũng chẳng thấy giải quyết gì. Nghĩa vụ tài chính là nộp hết, không còn thiếu một xu nào. Mỗi cái phiếu thu tiền của tôi trong là người ta bảo cầm, cô cầm hai hóa đơn này tôi về tôi vẫn cầm, tôi giữ từ ngày đến giờ. Tiền chúng tôi lộc rồi, mà chỉ phát cho chúng tôi như thế, chúng tôi nặng làm sao được ạ? Thế giờ công bằng ở đâu? Mà bây giờ không phát cho chúng tôi như là giấy quyền sử dụng đó. Về vấn đề này, nhóm phóng viên hộp thư truyền hình đã có buổi làm việc với lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân A và ông Nguyễn Trọng Tuy, nguyên cán bộ địa chính thời kỳ 2005 và là thư ký của đợt đấu giá giãn dân năm đó. Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Thạo, chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã xác nhận hiện Ủy ban Nhân dân xã không còn lưu trữ hồ sơ của đợt đấu giá đất năm 2005. Còn ông Nguyễn Trọng Tuy thì cho biết do sơ suất nên năm đó ông không lưu lại hồ sơ của các hộ trúng thầu. Tất cả hồ sơ ông đều nộp lên Ủy ban Nhân dân huyện và các ngành chức năng của tỉnh. Trước khi nghỉ chế độ, ông chỉ bàn giao cho Ủy ban Nhân dân xã 4 loại giấy tờ liên quan đến đợt đấu giá đất. Danh sách các hộ trúng thầu. Quyết định số 3340 ngày 20 tháng 12 năm 2004 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hưng Yên về việc thu hồi đất tại xã Nhân La để giao cho nhân dân làm nhà ở. Và quyết định số 508 ngày 22 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban Nhân dân tỉnh về việc phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ khi nhà nước thu hồi đất tại xã Nhân La, giao cho Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động để giao cho nhân dân làm nhà ở. Sau khi nhận được cái kiến nghị của nhân dân thì chúng tôi đã mời đồng chí cán bộ địa chính xã thời điểm 2005 ra làm việc, thì đồng chí nói là đã hoàn thiện hồ sơ. Thế nhưng hiện nay thì cái hồ sơ đấy thì ở trên huyện hiện nay là trả lời là cũng không còn, ở xã tìm cũng không thấy. Đây là cũng là cái nguyện vọng chính đáng của người dân. Khi người dân người ta mua đất thì người ta cũng phải có cái quyết định đề nghị làm cái thủ tục để cấp giấy chứng nhận hợp pháp cho người ta. Tuy nhiên thì đến thời điểm hiện nay thì chúng tôi cũng yêu cầu đồng chí địa chính cũ ấy là tìm, nhưng hiện nay là vẫn chưa tìm thấy. Sau khi trúng thầu xong thì tôi lập biên bản, là biên bản mở thầu và danh sách những người trúng thầu so theo thứ tự từ A đến B, nghĩa là từ 1 cho đến 24 hộ. Mà giải thưa kèm theo có giải thưa kèm theo gửi vào phòng tài nguyên môi trường. Thế tôi nói kiểu đó thế thôi, mà không tôi không sơ suất là không lưu cái hồ sơ giải thưa thôi. Trong thời điểm mà thực hiện công tác bàn giao công tác địa chính thì là không có bất kể một hồ sơ nào của cái đất đấu giá năm 2005 nằm trong danh sách bàn giao. Tháng 10 năm 2019 thì là có đơn đề nghị của các hộ dân, thì ủy ban xã có yêu cầu đồng chí địa chính, nguyên địa chính là đồng chí Tuy làm việc ấy, thì bây giờ đồng chí mới cung cấp ra được thêm hai quyết định và một danh sách trúng đấu giá. Còn lại các quyết định khác thì không thấy cung cấp. Về mặt quy định thì nó có các anh hai cái quyết định đấy thì nó chưa phải là hoàn thiện được hồ sơ. Làm việc với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Kim Động, chúng tôi cũng được cung cấp các loại giấy tờ tương tự mà Ủy ban Nhân dân xã Nhân La đang lưu trữ. Ngày 23 tháng 2 năm 2023, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động ban hành công văn số 166 gửi Sở Tài nguyên và Môi trường đề nghị cung cấp hồ sơ phục vụ việc trả lời công dân tại xã Nhân La. Trong công văn, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động kính đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường cung cấp trích lục bản đồ địa chính khu đất, mặt bằng quy hoạch chi tiết khu dân cư và các tài liệu khác liên quan đến việc cho phép Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động quyết định giao cho 24 hộ dân ở xã Nhân La làm nhà ở theo hình thức đấu giá. Tuy nhiên đến nay, sau hơn một tháng gửi công văn, Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động vẫn chưa nhận được câu trả lời từ phía Sở Tài nguyên và Môi trường. Không có một cái gì luôn, tức là cái này là bọn em cũng thu thập được. Chứ còn bảo là lưu hồ sơ gì liên quan đến cái việc công tác đấu giá quyền sử dụng đất của xã Nhân La năm 2005 là bọn em chưa tìm được. Theo quy trình thì là sau khi mà có quyết định phê duyệt phương án bồi thường hỗ trợ này thì Ủy ban xã Nhân La, Ủy ban huyện Kim Động giao cho Ủy ban xã Nhân La là xây dựng mặt bằng và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất cho nhân dân. Thì cái việc mà xây dựng mặt bằng rồi tổ chức đấu giá là Ủy ban xã Nhân La có làm.
Nhưng mà về cái việc các cái thủ tục sau cái bước này thì đúng là đang còn vướng. Bọn em chưa nhận được công văn trả lời về việc là có cái hồ sơ của các hộ dân xã Nhân La năm 2005 này không. Sau gần 20 năm trúng thầu đến nay, mới chỉ có 3 hộ dân xây dựng nhà ở. Nhiều hộ dân do hoàn cảnh khó khăn muốn chuyển nhượng hay thế chấp ngân hàng để có đồng vốn làm ăn đều vướng mắc bởi chưa có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Việc tắc trách trong quản lý, lưu trữ hồ sơ của cán bộ địa chính cũng như lãnh đạo Ủy ban Nhân dân xã Nhân La thời điểm đó đã khiến cho cuộc sống của 24 hộ dân trúng thầu đất giãn dân bị đảo lộn. Để giải quyết dứt điểm kiến nghị và đảm bảo quyền lợi chính đáng cho các hộ dân, đề nghị Ủy ban Nhân dân huyện Kim Động chỉ đạo các cơ quan chức năng khẩn trương vào cuộc xác minh việc thu hồi đất, quy trình tổ chức đấu thầu đất giãn dân ở xã Nhân La thời điểm đó đã phù hợp với quy định của luật pháp hay chưa. Tại sao hồ sơ bị thất lạc trong thời gian dài như vậy? Làm rõ vai trò, trách nhiệm của cá nhân thời kỳ đó có liên quan, tránh tình trạng kéo dài thời gian giải quyết, gây đơn thư, khiếu kiện. Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua ban biên tập hộp thư Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên có nhận được đơn thư của những công dân sau. Đơn thư công dân Nguyễn Trọng Thiện, xã Đông Tảo, huyện Quế Châu. Đơn thư công dân Trần Thị Mai, phường Hiến Nam, thành phố Hưng Yên. Đơn thư công dân Nguyễn Thị Nhung, xã Lạc Hồng, huyện Văn Lâm. Đơn thư công dân Trần Thị Thêu, xã Đại Hưng, huyện Quế Châu. Đơn thư một số công dân thôn Liêu Thượng, xã Liêu Xá, huyện Yên Mỹ. Đơn thư công dân Nguyễn Đăng Bư, xã Hàm Tử, huyện Quế Châu. Đơn thư công dân Nguyễn Văn Hạnh, xã Song Mai, huyện Kim Động. Đơn thư công dân Trần Thị Bốn, xã Lý Thường Kiệt, huyện Yên Mỹ. Sau khi nhận được đơn thư công dân, ban biên tập sẽ xem xét và có phiếu chuyển đơn đến các cơ quan chức năng hoặc cử phóng viên đi xác minh sự việc. Và khi nào nhận được ý kiến trả lời, chúng tôi sẽ thông tin trên sóng của đài để quý vị khán giả được biết. Chuyên mục hộp thư truyền hình tuần này của chúng tôi xin được dừng lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.